Lời nói đầu tiên Bình Thiện xin trân trọng kính chào toàn thể anh em mình ha, có mặt tại hội quán Hoàng Mỹ tối thứ tư, vui vẻ tràn đầy sức khỏe quý vị. Lâu quá không có ghé thầy, nay Bình Dưỡng cống hiến tất cả anh chị mình ha bài tân cổ rất quen, nhớ giờ hiền nha sư phụ. 1 2 4 công phụng hoàng 5 6. Bao lá chuối sắc sao trong đêm lạnh, giọt mưa buồn còn tí tắc ở ngoài. Cõi lòng tan nát nhớ bạn tình chung lễ đổ tuôn dòng. Nhớ mấy năm chung sống trong tình nghĩa vợ chồng, làm sao quên được người chung chăn nuôi nàng từng quạt nồng cho nhau. Tôi còn nhớ kỹ từng dáng đứng bước đi dân mắt môi cười. Đúng hôm nay người vợ trẻ con đâu nàng đã ăn thầm nằm sâu chơi ba đất đất. Nàng hết già yêu chồng đơn thuê, vậy mà tôi đây nào rượu sớm trà
Dù gặp bao cảnh đắng cay nhưng nàng cũng không có một lời oán trách. Cho đến hôm kia vì tàn hơi kiệt sức, nàng ngã bệnh trầm kha rút hơi thở sau cùng. Trước khi nàng nhắm mắt lìa, trao cho tôi một số nữ trang cho tiền bạc mà nàng ta dành dụng từ bấy lâu nay. Vì sợ chồng bị lạc mê pha bạc bài nên nàng ta phòng kế sự. Tôi nghe nàng kể tôi thương nàng vô hạn nhưng chờ hoài trầu da rét, tiếng phong trùng ti tắt thời lên. Anh nhìn lên trên bàn thờ của em ngọn đèn mờ mờ, mà lòng của anh như tim ruột vầm gian em ơi. Hồn của em có hiểu lắm là về đây chứng giám cho một người chồng nhiều lỗi lỗi. Ngày đã qua cơn mê sáng, phải anh với con thơ chẳng gặp suốt đêm dài. Anh chỉ tròn đầu và mang kiếp nuôi con cho đến ngày con được con lớn. Năm nay mình thoát đi rồi, anh nguyện cho đời ơi